sung sướng thay cho những ai đang còn mẹ. Và trên áo trinh nguyên còn cài nguyên một đóa hoa hồng. Nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan qua đời vào khoảng 6 giờ sáng ngày 11 tháng 3 giờ California, Mỹ, sau thời gian dài chống chọi bệnh tật. Trước khi mất, ông than khát nước nhưng khi người nhà mang nước đến đã thấy ông ra đi từ lúc nào. Bác sĩ của gia đình sau đó đến nhà và xác định nghệ sĩ cải lương gạo cội đã trút hơi thở cuối cùng vào sáng ngày 11 tháng 3, theo giờ địa phương. Nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan tên thật Dương Công Thuấn, sinh năm 1941 tại Sa Đéc, Đồng Tháp. Khoảng năm 13 tuổi, ông theo chân cha là thầy đàn ba Diệp lên Sài Gòn, theo đoàn cải lương Kim Thoa. Vai kép độc ghi dấu ấn đầu tiên của nghệ sĩ Diệp Lan là ở đoàn Kim Chưởng, trong vở Hai Chiều Ly Biệt. Nghệ sĩ Diệp Lan được xếp vào hàng các kép độc hay nhất của sân khấu cải lương. Các vai diễn ấn tượng của nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan phải kể đến như ông Sáu trong Nửa Đời Hương Phấn, Hải Lâm trong Áo Cưới Trước Cổng Chùa, vai một lão nông Đồng Tháp trong Người Giữ Mộ, ông Hội Đồng Thăng trong vở Đời Cô Lựu. Năm 1963, nghệ sĩ Diệp Lan đoạt giải Thanh Tâm. Ông được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân vào năm 2003. Nhiều năm qua, nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan mắc bệnh Parkinson, có lúc nhớ, lúc quên. Nhưng khi nhắc đến các vở diễn của mình, nam nghệ sĩ gạo cội đều nhớ rõ từng lời ca. Nhiều đêm anh Diệp Lan ngủ nằm chiêm bao thấy mình trên sân khấu rồi lại ca vu vơ, có khi đứng dậy múa hát. Cũng có lúc ảnh ca lớn khiến cả nhà giật mình. Thật sự niềm đam mê đã ăn vô máu rồi, anh Diệp Lan nhớ nghề lắm. Chắc vì anh xa nghề lâu quá nên nhớ, nhưng đành chịu vì hoàn cảnh gia đình thôi. Thank you.
Thank you.